Mic Group, IEX Group đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, mới đây báo cáo thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam công bố hôm 13 tháng 7 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản phát hành đã giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng phát hành trái phiếu của nhóm doanh nghiệp bất động sản xếp ở vị trí thứ 2, đứng sau nhóm các ngân hàng thương mại với 42.583 tỷ đồng, chiếm 26% tổng giá trị toàn thị trường. Trong đó, tập đoàn đầu tư Địa ốc Nova là đơn vị phát hành nhiều nhất, 9.857 tỷ đồng. Theo sau là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Eagleside, 3.930 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, tổng giá trị trái phiếu phát hành của nhóm bất động sản giảm hơn 31%, nhưng vẫn chiếm 26% tỷ trọng toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Vị trí đứng đầu về phát hành trái phiếu thuộc về nhóm các ngân hàng thương mại. Nhóm này tiếp tục đóng dẫn dắt thị trường trái phiếu với khối lượng 80.466 tỷ đồng trái phiếu đã được chào bán, tương đương gần 49% tổng giá trị phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 tới 3 năm chiếm phần lớn trong ngành này. Giá trị thống kê được là 62.848 tỷ đồng. Báo cáo cũng cho thấy, 6 tháng đầu năm nay ghi nhận 17 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng với giá trị 8.996 tỷ đồng, chiếm 5,47% tổng giá trị phát hành toàn thị trường, và 241 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 155.579 tỷ đồng, chiếm 94,53% tổng giá trị phát hành. Ngoài ra, thị trường cũng chứng kiến 2 đợt phát hành ra quốc tế của tập đoàn Vingroup trị giá 625 triệu đô la Mỹ.